Cháy 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 nhà anh em ạ. Video này tôi sẽ chứng minh cho anh em thấy, đó chính là cảnh sát Nhật Bản. Biết là bao nhiêu cái xe cảnh sát, bao nhiêu cái xe cứu thương cứu hỏa đến không anh em? Tôi đếm sơ sơ qua là tôi thấy khoảng tầm 30 chiếc xe tổng cộng luôn mọi người nhá. Đã cứu được hai con mèo ở trong nhà ra rồi anh em ạ. Đây chính là kết quả cuối cùng của phi vụ ngày hôm nay. Lần đầu sống ở Nhật Bản, thanh niên phát lú khi thấy 70 cảnh sát, 30 xe cứu hỏa được huy động chỉ để cứu hai bé mèo. Mới đây, một đoạn clip được chia sẻ bởi nam thanh niên người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản đã khiến cộng đồng mạng để lại rất nhiều bình luận kiểu cảnh sát ở Nhật Bản rảnh đến vậy sao? Được biết, sau khi nghe người dân báo có cháy trong một ngôi nhà, cảnh sát cứu hỏa Nhật Bản đã nhanh như chớp có mặt chỉ trong phút mốt với lực lượng vô cùng đông đảo, bao gồm 30 xe chuyên dụng, 70 người cảnh sát để xử lý vụ việc. Tuy nhiên, điều bất ngờ nằm ở chỗ đám cháy bé chỉ bằng bàn tay, đến nỗi nhìn đỏ mắt vẫn không thấy cháy ở đâu. Và cuối cùng, sau thời gian nỗ lực làm việc, hàng chục cảnh sát Nhật Bản đã giải cứu được hai chú mèo trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa của rất nhiều người xung quanh. 70 chú cảnh sát đến chỉ để cứu hai chú mèo ra khỏi nhà. Cháy 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 nhà anh em ạ. Video này tôi sẽ chứng minh cho anh em thấy, đó chính là cảnh sát Nhật Bản rảnh đến cỡ nào. Hôm nay ở trong khu nhà của bọn tôi ấy thì là có một nhà họ người ta đã báo cháy anh em ạ. Anh em biết là bao nhiêu cái xe cảnh sát, bao nhiêu cái xe cứu thương cứu hỏa đến không anh em? Tôi đếm sơ sơ qua là tôi thấy khoảng tầm 30 chiếc xe tổng cộng luôn mọi người nhá. Lúc này là tôi nhìn thấy bắt đầu gay cấn rồi này, neo thang rồi là bắc dây để trèo lên cứu hộ mọi người. Lúc này là tôi sợ là tôi chưa dám ra đến nơi để tôi xem đâu, vì người ra người ta cũng không cho xem ấy. Nhưng mà lúc sau nữa thì tôi cũng đã chạy ra, mọi người sợ xem hết thì mọi người sẽ thấy. Phải thật sự là cứu hỏa với cảnh sát Nhật Bản họ tới nhanh thật anh em ạ. Vừa thấy nghe yếu một cái mà ngoảnh ra quay đi quay lại đã thấy 30 chiếc xe. Đoạn này thì tôi đã liều mình phi ra để quay gần hơn cho anh em xem, để xem có vụ gì anh em nhá. Không phải một mình tôi tò mò đâu, nhưng mà người Nhật người ta cũng tò mò, người ta đến rất là đông và xem là người ta đang có vụ gì anh em nhá. Vâng, và anh em đã biết gì không? Đã cứu được hai con mèo ở trong nhà ra rồi anh em ạ. What the hell? Đây chính là kết quả cuối cùng của phi vụ ngày hôm nay. Lúc này thì trong đầu tôi nghĩ ra là không biết đây có phải là một vụ diễn tập hay không, lấy hai chú mèo ra để làm người thế thân. Nhưng mà đây nó là một vụ báo cháy thật anh em ạ, chứ không phải là báo đùa. Nhưng mà tôi ở bên ngoài đứng mãi nhìn mãi thì tôi cũng không thấy tí khói nào bay ra cả. Có khi là người ở trong nhà mà ăn barbecue ở trong nhà chẳng hạn, mà khói nó bay lên cái hệ thống báo cháy trong nhà, nó báo động nên là những chú này đến không? Nhiều người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở Nhật Bản sau khi xem xong video đã thừa nhận ở bên dưới phần bình luận rằng điều này là hoàn toàn có thật và nó xảy ra như cơm bữa. Khi cảnh sát ở đây thực sự rất màu mè, thậm chí có lúc còn dùng cả trực thăng chỉ để đuổi bắt một con lợn rừng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.